Nhà máu đại ca thì mình thông thuộc lắm rồi ạ. Đinh trốn đâu ấy? Ở buồng xem sao. Không cho trốn chung đâu nhé, tao định trốn trong này mà. Đừng có bảo nhé. Rồi gặp được à? Mình bẩn lắm. Tao có chỗ rồi. Tao đi trốn đấy à? Ủa vỡ này, vỡ này. Hả? Có 5 phút thôi, cái gì? Hả? Lên đấy cũng được à? Lấy đi. Chờ tí đi, xuống được. Chị. Thế tao lên đây nhá. Tiến tới nơi rồi. Đấy. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Sao lại loay ở đấy? Bạn đến biết tôi này. Hả? Mình đang lên đây đặt vào dân cùng ý tưởng mình. Các bạn. Mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Chỗ này thì an toàn khỏi phải nói luôn. Đây. Cái này đỗ mà cạo tìm được. Anh em mình sống chết có nhau các bạn. Chà. Thế này Mao Ca tìm thế nào được? Thôi, cao thế này Mao Ca tìm thế nào được? Lên đây Mao Ca nhìn chỗ kia không thấy là biết là không chỗ không có ai. Giờ mà có mấy lít bia quá tốt nhỉ. Trang cái xoan ở bên kia đấy, nhưng mà nắng quá. Cao chót vót các bạn, đang ở tầng 3 nhá. Cái này Mao Ca nhìn nóng ấy, không cao. Nếu cả Mao Ca không chạy chẳng là tầng 3 thì tìm đâu. Chắc chắn là thằng Thế Trạng sẽ là thằng bị tìm thấy đầu tiên.
ở dưới. Mang đi ở trong tủ lạnh. Tớ di thẳng ra rồi. Dạ, nó chui vào tủ lạnh. Tớ bỏ ra cho nó trèo lên. Nó ăn tớ lấy 5 triệu. À. Cái này thảo hoa phong cảnh đẹp với các bạn nhỉ. Phong cảnh hữu tình. À, sau 5 phút để cho các vận động viên đi tìm chỗ trốn rồi. À, không biết là 2.000 đô này sẽ thuộc về ai nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào tìm chúng nó. Những cái chỗ như thế này thì chắc là không trốn được rồi. Thế nên mình sẽ bỏ qua. Mình sẽ đi một hàng dặm. À, đi tìm và bắt đầu từ mép này, chạy lên trên và xuống dưới. Nói chung là cũng không đi được theo hàng đâu, nhưng mà sẽ tìm từng chỗ một. Phần giường thì chắc là không có ai được, tại vì nó đơn giản quá. Không có. Vậy khả năng là dễ thế nên là nghi ngờ phết đấy, nghi ngờ phết đấy. Cái ghế đầy nữa này, như này. Không được, cái gì đây? Trên này cũng khá cao mà sao nó trèo được mà không để lại vết chân nhỉ? Cứ phải tìm. Trên này cũng không có ai nữa. Không có ai. Đúng như mình nghĩ, nếu mà trèo lên đây nó sẽ có vết chân ở đây. Phòng này không có, tạm mà bỏ qua phòng này nhá. Đây, theo hàng, theo lối đi. Trong này biết có ai không? Có ai không? Tầng sau sẽ đảo qua hết tầng 1 à. Này biết chơi đấy, chưa thấy đứa nào hát đấy. Trên người thì nghe có vẻ dễ có lắm này. Mình biết ngay một cái chỗ này nó đơn giản quá. Một thằng ở trên này nhá. À, công thế đã bị phát hiện cái chỗ này chung tầm thưởng quá. À, hay chiến thắng trong nhiều cuộc chơi đấy, nhưng mà hôm nay bị phát hiện đầu tiên rồi. À, bây giờ sẽ tiếp tục lướt hết cái tầng 1 này nhá. Xong rồi bắt đầu sẽ tìm tầng 2. Nhà vệ sinh đây thì chán quá các bạn. Mình bị phát hiện đầu tiên rồi. Mình nghĩ anh Mao Ca sẽ bỏ qua nơi bí mật đấy. Anh ở đâu bị tóm đầu tiên luôn. Cái ngăn bếp này thì nhỏ, không chui được. Mà chui thì chắc chắn là chúng nó sẽ để dấu vết. Đấy, giả dụ mình đứng bên đây là nó bật luôn. Nào vào được. Lần nữa để giúp bạn chắc trên toàn. Bây giờ sẽ đảo lên tầng 2. Để đặt vào xăm thì mau đệ trốn khá là kỹ. Chỉ mình chỉ ngại mỗi thằng mau đệ nó nhỏ, nó giúp được nhiều. Không có gì. Hôm nay thì không thể tối được rồi. Không nhạc lắm mà. Không có gì. Phải tìm đấy.
xem vào lên được. Không. Tin tưởng luôn. Không có vết chân. Tin tưởng nó chẹp chị. À, mình nghĩ là kiểu gì trên này cũng có cả. Thế rồi. Trong nhà mình đã kiểm tra hết rồi nhé. Trong nhà mình kiểm tra hết rồi. Bây giờ sẽ nghe. Và mới đầu cứ tưởng là dễ, cũng khá là oai đấy mọi người, tại vì trông nhỏ nhỏ thôi nhưng mà chị thấy không biết thằng nào vào thì chó không. Không đấy, có thằng chậm cả. Có kia là đằng trước mất rồi, đang đợi thì không có chỗ nào mà trốn cả. Chắc chắn một điều là ở trên này sẽ có một thằng không nhỉ? Trên nóc. Trên này băng phẳng không có ai, nhưng mà ở trên nơi thì dễ lắm này. Hai thằng, còn một thằng nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng máu đệ thôi. Ấy, tìm được thế trạng rồi. Thế đây vẫn nhìn trời. Sao anh biết bọn em ở đấy? Tao tìm hết. Ấy, giờ dẫn nhau bọn em đóng cái cửa kia rồi mà. Đóng cũng được, đóng là cũng nói chung là chưa tìm dấu vết là không lấy được. Bây giờ sẽ đi xuống tìm máu đệ ở trên đây còn chỗ nào đúng không nhỉ? Không phải, thằng máu đệ nó nhỏ, không biết là nó. À, cả hai thằng máu đệ trong này. Quên mất. Em định giúp ở đấy nhưng mà chưa ông thử được. Giúp bao rồi đấy. Thằng máu đệ trong này đúng không? Không phải. Đấy đâu trong này Đây nữa à, không có. Không có ai nha mọi người nhá. Nhiều nước không giúp được đâu. Nước thì chết đòi. Ở dưới này nếu mà đây là một chỗ trốn khá là tốt đấy. Giả dụ mình cũng nghĩ máu đệ nó ở trong này. View chỗ ở mình nha. Trong này nó kín nên không chỗ đấy đâu. Không chỗ là bị lộ chỗ đâu. Đấy. Ui. Có đấy này. Ok. Ok đúng đi ăn. Will, có ai thì ăn thịt điện không? Quả này mình dành được vài chút đấy phải 50 triệu ấy. Thế mà thế là mình đi mua một con gạch chọn mới ra. Một chút xe luôn. Mình đi mua chiếc xe mới. Đỉnh luôn ấy. Cháu quên đâu là cho mẹ. Đấy ngồi luôn. Có gạch kèm luôn.
cấm. Mà nhà mình chứng minh béo. Anh nhiều tôm hàng đế. Tôm hàng đế nhiều mà mình béo. Gần như là mình đã tìm hết rồi. Ngoài này thì không thể trốn được. Thì nhìn cái biết ngay. À, còn phòng mình ở trên kia khéo thì vợ mình với nó thông đồng, bảo là không có nó ở đấy. Đi lắm. Trên đấy rồi. À, tìm lại trong lần một tí nữa ta. Trong này mình vẫn chưa tìm lại, tại vì nó bé mà. Đã đi đâu rồi? Kéo ở trên này sao? Thank you.
này nó nó sẽ ở những cái chỗ nhỏ nhỏ mọi người ạ, tại vì thằng này nó nhỏ. Xong rồi. Mày không xem à? Cái này nhiều ai thường. Ôi mát thế. Đây à, Kinh đang phát trực tiếp trong này. Kinh quá. Ai già già già. À đâu? 24 giờ giống trong tủ lạnh. Tủ lạnh. Thế mà. Mới bé em đúng rồi. Nhảy xuống. Smartphone này. Ui đọc đá rồi. Không phải. Mày không. Đừng quên mắt.